33 ứng thân Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm ngồi tòa sen. Tương truyền rằng ở vùng giang sông phía bắc thành Kim Lãng có một ngôi Quan Âm tự hương quả rất thịnh, trong chùa thờ một pho tượng Bồ Tát Quan Âm toàn thân giác vàng. Một ngày nọ, bọn trộm nhân lúc đêm tối lẻn vào đánh cắp bức tượng. Không ngờ chiếc thuyền chở tượng ra giữa sông bỗng nhiên bị sóng lớn đánh chìm. Những tên trộm đều rớt xuống sông chết hết, tượng Bồ Tát cũng bị chìm xuống lòng sông. Bảo tượng bị đánh cắp là một chuyện lớn. Quan địa phương phái người lặn xuống sông tìm suốt mấy ngày nhưng không tìm thấy chút dấu vết gì. Tìm không thấy bảo tượng, chuyện này không hay đâu. Đúng rồi, phải làm sao đây? Trong những tín đồ, có ông chủ cửa hàng Phan Hòa hết sức lo âu. Ông ta trước kia từng mắc phải một chứng bệnh kỳ lạ, ngày nào cũng mất ngủ, đến nỗi sau đó kiệt quệ chỉ còn hơi tàn, dù chạy chữa rất nhiều thầy thuốc nhưng vẫn không khỏi. Về sau, ông nhiều lần thành khấn lễ lạy Đức Quan Âm Bồ Tát. Thật hay là nay đã có thể ngủ được. Chẳng ngờ tượng Bồ Tát bị mất trộm, Phan Hòa nhớ đến ân Đức Bồ Tát đã chữa bệnh cứu mạng, bèn xuất tiền của ngày đêm sai người đến ven sông mò vớt. Hey, tượng Bồ Tát rốt cuộc là ở chỗ nào vậy kìa? Có một ngày, khi Phan Hòa chèo thuyền xem xét trên sông, chợt cảm thấy uể oải, mệt mỏi ập đến. Không biết khi nào đã ngủ luôn trên thuyền. Trong lúc mơ màng, ông nhìn thấy Bồ Tát Quan Âm xuất hiện trước mặt ông. Phan Hòa, ngươi không quản ngày đêm ở đây kiếm bảo tượng, ta rất cảm khái. Đây là chuỗi hạt đàn hương ngàn năm, niệm tình ngươi một lòng hướng Phật, nên ta ban cho ngươi. Nó có thể giúp ngươi tiêu tai giải nạn, mong rằng từ nay về sau, ngươi sẽ hộ trì Phật Pháp lợi ích cho chúng sanh. Quan Âm Bồ Tát nói rồi liền cưỡi mây đi. Đa tạ Quan Âm Bồ Tát. Không biết bao lâu, Phan Hòa tỉnh giấc, liền phát hiện mình đã lạc đến một vùng nước nông. Ủa, chuyện này là sao? Mới nãy Bồ Tát báo mộng chỉ điểm cho mình sao? À, ta biết rồi, tượng Bồ Tát nhất định là ở chỗ này. Phan Hòa liền gọi người đến nơi đó tìm kiếm. Mau đến đây ở chỗ này. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, họ đã tìm thấy tượng Bồ Tát ở đầm nước sâu gần đó. Tìm được rồi, tìm được tượng Bồ Tát rồi. Có điều tượng Bồ Tát đã bị hư hoại nghiêm trọng. Phan Hòa cung kính đem tượng về Quan Âm tự và mời các chuyên gia đắp tượng đến tu sửa lại. Mấy tháng sau, việc tu sửa tượng hoàn tất, đến hôm tôn tượng được đặt lên thờ, có rất nhiều đồ chúng truyền nhau đến lễ bái. Trong khi mọi người đang quỳ bái lễ lạy, trong điện phát ra một luồng hào quang sáng chói, Quan Âm Bồ Tát ứng hiện trước mặt mọi người. Phan Hòa, ngươi một lòng hướng thiện, hộ trì tôn thượng, sau này ắt sẽ có phúc báo. Hy vọng mọi người đều có thể hiểu rõ việc hành thiện tích đức, chí thành lễ Phật. Nhất thiết không được trộm đồ của Tam Bảo, nếu không sẽ bị quả báo đọa địa ngục. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Âm Bồ Tát. Phan Hòa phát hiện trong tay quả nhiên có sâu chuỗi đúng như trong giấc mộng. Từ đó, ông lúc nào cũng mang theo sâu chuỗi bên mình. Việc buôn bán của ông ngày càng phát đạt và chứng bệnh đau đầu mất ngủ cũng hoàn toàn khỏi hẳn. Ông ta ngày ngày lúc ngủ đều cảm thấy giống như mình đang ngủ trên lá sen của Bồ Tát Quan Âm, vô cùng thoải mái, an toàn. Mọi người đem câu chuyện về Phan Hòa hộ trì tôn tượng Bồ Tát truyền bá khắp nơi. Nơi đó không còn ai dám làm nghề trộm cắp nữa. Ai nấy đều hành thiện tích đức, thành tâm lạy Phật. Quan Âm tự ngày nào cũng có người tới lui tấp nập, hương quả không ngớt. Quan Âm Bồ Tát hữu cầu tất ứng, linh nghiệm vô cùng. Lần này, quá thân của Quan Âm Bồ Tát là Quan Âm ngồi tòa sen.
Nam mô